The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills. And parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff and companies hang on to their people. So easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Kim Hoa xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của Vietfay đang theo dõi chương trình Điểm báo Úc cho của chúng tôi sang ngày hôm nay thứ năm 20 tháng 7 2023. Và kính thưa quý vị, cùng thực hiện chương trình với Kim Hoa ngày hôm nay đó là anh Phô Huy Nguyễn. Kính chào anh Huy. Chào Kim Hoàng và chào tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị khán giả, khi mà chúng tôi mời anh Phô Huy thực hiện chương trình Điểm báo là bởi vì trong chương trình ngày hôm nay rất nhiều những thông tin liên quan đến sinh hoạt kinh tế và tài chính, và đó tất nhiên cũng là chuyên môn của kế toán gia Phô Huy Nguyễn. Đầu tiên hết là tin liên quan về lĩnh vực thị trường chứng khoán. Trong ngày hôm qua, thứ Tư 19 tháng 7, thị trường đã đóng cửa vào lúc 5 giờ với một cái sự gia tăng ở mức là cao nhất trong vòng 20 ngày vừa qua. Cụ thể thì chỉ số ASX 200 đã gia tăng lên thành 7.320 điểm, và đây là sự gia tăng 0.55% chỉ trong một ngày mà thôi. Lý do vì sao mà chứng khoán lại thành công như vậy thưa? Vâng, lý do thành công là khi mà chúng ta nhìn đến thị trường Úc á, chúng ta phải nghĩ ngay là thị trường như thế giới như thế nào, và đầu tàu kinh tế của Hoa Kỳ là thị trường Dow Jones đã lên liên tục những cái ngày mà chúng tôi nghĩ là hơi rất là bất ngờ. Có nghĩa là bởi vì cái tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ nó giảm xuống còn 4.7%. 100%, cái đó là một cái lý do nguyên nhân dẫn đến là ai cũng thấy được là kẻ thù lớn nhất của trên toàn cầu là lạm phát, mà lạm phát đang trên đà đi xuống, có nghĩa là được kềm lại thì lãi suất sẽ không tăng. Mà lãi suất sẽ không tăng, thưa quý vị, đó là một cái động cơ lớn nhất để cho thị trường cổ phiếu tái hoạt động lại. Và đây cũng giống như là một cái mũi tim nó chích vào cho thị trường chứng khoán của Úc. Nhưng mà 20 ngày trước đó thì rất là buồn, rất là thê thảm. Là từ vì màu đỏ. Có nghĩa là nó cú lại 20 ngày thua, cần một cái ngày thắng ngày hôm qua thôi, thị trường nó đã có cái sự trở mình. Sự gia tăng này nó rất là đồng đều thưa anh. Chỉ nó gia tăng nhẹ trong lĩnh vực khoáng sản, nhưng mà ngược lại trong sinh hoạt kinh tế tài chính, đặc biệt là các ngân hàng. Có một ngân hàng Commonwealth NZ đồ đều đã gia tăng hơn 2% chỉ trong ngày hôm qua, gọi là rất khả quan và rất tươi sáng sau rất là nhiều ngày màu đỏ. Thì Kim Hoàng nói đúng, cái chung thưa quý vị đó là tỷ lệ lạm phát. Đây là một cái tin vui, tại vì rõ ràng là ai cũng có lãi suất có tăng hay không thì chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề lãi suất, nhưng mà hiện bây giờ thị trường chứng khoán là một cái hàng thử biểu lớn nhất và có lẽ là chính xác nhất để cho thấy là cái ánh sáng ở dưới cuối đường hầm về vấn đề lạm phát. Và cái ánh sáng cuối đường hầm ngày hôm nay cũng đã được xác nhận bởi các chuyên gia kinh tế tại Úc Châu, khi mà họ cho rằng ngân hàng trữ kim RBA có lẽ là sẽ không tiếp tục gia tăng lãi suất nữa. Hay nói một cách khác thì lãi suất của nước Úc cũng đã đạt tới đỉnh rồi, ở mức 4.1%. Và trong thời gian sắp tới có thể sẽ giảm hạ dần dần. Khi mà nói tới lãi suất không có tăng nữa thì Kim Hoàng có thấy đây là cái sự rất là may mắn cho cái người mà tân thống đốc không? Là vừa chưa nhập được chức mà đã cái tin tức này là đã được nếm trái ngọt rồi, chứ không phải là trái đắng rồi, phải không? Đó là một cái gì đó mà tôi nghĩ là cái nó là vấn đề ngẫu nhiên. Tuy nhiên đây là một cái tin tốt cho tất cả mọi người và tất cả những người đang có mortgage, và nhiều người người ta cứ hay suy nghĩ là chả lẽ là 2 hay 3 lần nữa trong năm 2023, nhưng mà với cái tình hình toàn cầu đã có những cái sự kềm hãm lại lạm phát thì chắc chắn là lãi suất sẽ cũng khó lòng mà tăng được tại Úc trong thời gian tới. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thông tin từ ABC ngày hôm nay cho biết là trong số tứ trụ ngân hàng National và ngân hàng Westpac đưa ra dự phóng lãi suất có thể sẽ gia tăng thêm 2 lần nữa, đạt mức cao nhất là 4.6% trước khi hạ cánh an toàn, trong khi Commonwealth Bank thì cho rằng lãi suất chỉ có thể gia tăng thêm 1 lần nữa mà thôi, nâng mức cao nhất là 4.35%. Riêng ANZ, đó là ngân hàng duy nhất trong số tứ trụ ngân hàng, đã khẳng định là lãi suất sẽ không gia tăng, có nghĩa là sẽ dậm chân ở 4.1% như hiện nay. Và tất cả những cái viễn ảnh được đưa ra đều là những cái viễn ảnh khá là tốt đối với sinh hoạt kinh tế của nước Úc. Và nhân cơ hội này thì công ty CoreLogic là một trong những cái công ty chuyên về thị trường bất động sản cũng đã đánh giá một khi lãi suất không gia tăng hoặc lãi suất giảm hạ, điều đó cũng có nghĩa là thị trường cho thuê cũng hy vọng là có thể giảm nhiệt, không có nóng như hiện nay nữa. Là bởi vì nếu mà nhìn về quá khứ thì cái thị trường thuê mướn nó đã liên tục gia tăng, song hành với việc gia tăng của lãi suất liên tục trong 12 tháng vừa qua.
Và đây cũng là một cái tin tốt là khi đã đến một thời điểm nào đó thì chắc chắn là có lẽ ANZ có cái sự tiên đoán của ANZ có vẻ đúng, là tại vì theo như những thông tin mà chúng tôi đã thấy được trong những ngày gần đây, chúng ta sẽ thấy vào đầu tháng 8 có lẽ là Reserve Bank sẽ dậm chân tại chỗ một thời gian, trừ khi nào mà tình hình lạm phát nó bùng phát trở lại thì mới có cái sự tăng, chứ còn không có cái lý do nào mà Reserve Bank lại chỉ có tiếp tục tăng lãi suất mà để cho lạm phát úp xuống 3%, thì cái đó là cái xác suất nó hầu như là không có. Với cái tình hình mà dân chúng đang than vãn là ngày đêm như vậy thì khó lòng mà Reserve Bank tăng lãi suất vào tháng 8. Và khi mà chúng ta nói tới Reserve Bank thì chúng ta cũng nên nhắc lại cái người tân thống đốc của ngân hàng Trữ Kim, người phụ nữ đầu tiên đã đắc cử vào cái vai trò này là bà Michelle Bullock. Và đây cũng không phải là quyết định gây bất ngờ, bởi vì trước khi Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers loan báo bổ nhiệm bà Michelle Bullock thì bà cũng là một trong ba ứng cử viên dẫn đầu cho cái vai trò này rồi. Và mọi người cho rằng là với sự xuất hiện của một người phụ nữ trong cái vai trò thống đốc của ngân hàng Trữ Kim thì sẽ đem lại một cái làn gió mới cho ngân hàng Trữ Kim, đặc biệt trong bối cảnh 2024 là năm mà RBA sẽ thực hiện hàng loạt những cái thay đổi vô cùng quan trọng họ chưa bao giờ thực hiện trong nhiều chục năm vừa qua. Như vậy thì cái trách nhiệm của tân thống đốc cũng có vẻ rất là nặng nề để mà gánh vác những cái sự thay đổi lần này. Thì khi mà tân thống đốc nhận được những cái vai trò này đó, thì những cái gì sẽ xảy ra trong tương lai là cái mà đe dọa lớn nhất là recession. Đó là cái vấn đề mà kinh tế có suy thoái hay không. Kinh tế có suy thoái hay không là vì lãi suất tăng liên tục 13 lần. Đó là cũng là một cái gánh nặng hay là một cái hậu quả của những sự tăng lãi suất. Cho nên cái sự lèo lái của tân thống đốc ngân hàng Trữ Kim Reserve Bank của Úc rất là quan trọng, trong cùng với việc đồng hành với chính phủ đưa ra những ngân sách và những cái chính sách về tiền tệ đó để cho nó đồng nhịp, làm sao mà để cứu cái kinh tế nước Úc ra khỏi cái recession, hay là cái ngưỡng cửa recession thì chúng ta không bao giờ muốn nó xảy ra tại Úc. Tại vì khi hoàn thiện mình, nếu mà recession thật sự đó thì cái đầu tiên là những cái sự buồn phiền của những gia đình bị thất nghiệp, bị mất công ăn việc làm, hay là hai đầu lương thành một đầu lương, và những khó khăn để mà đối mặt với lại cái thực tế của cuộc sống khi mà vật giá leo tăng cứ hàng tháng như vậy, là Kim Hoàng thấy bất cứ sinh hoạt phí nào cũng gia tăng. Và kính thưa quý vị, trong bối cảnh này thì Nhân Huy vừa mới nói hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái tương lai tươi sáng hơn, hay là chúng ta nói nôm là một cái sự hạ cánh an toàn, là bởi vì lãi suất sẽ không còn tiếp tục gia tăng nữa theo dự phóng như các chuyên gia. Và điều này cũng có nghĩa là cái cụm từ suy thoái kinh tế chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội để nghe đến nữa, là bởi vì ngày hôm nay thì các chuyên gia cũng đã xác nhận là chúng ta đang có được những cái ánh sáng mà không rơi vào tình trạng trì trệ kinh tế hoặc suy thoái kinh tế. Đó cũng là một tin tức khá tốt trong bối cảnh hiện nay. Và trong những ngày vừa qua thì chúng tôi cũng đã liên tục loan tin về việc thủ hiến của tiểu bang Victoria là ông Daniel Andrews đã tuyên bố hủy bỏ không tiếp tục tổ chức Đại hội thể thao Commonwealth Games. Đây là một cái đại hội bao gồm 56 quốc gia thành viên trong khối thịnh vượng chung sẽ cùng nhau tham gia những cái môn thi đấu thể thao. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là tại sao Commonwealth Games lại không đủ sức để thu hút như là những cái kỳ Thế vận hội Olympic. Nếu như là Olympic thì chắc chắn là các thành phố sẽ tranh nhau để đăng cai tổ chức, chứ không phải là bị ép buộc tổ chức giống như Victoria vào tháng 4 năm ngoái 2022, cũng khá là miễn cưỡng khi mà họ xác nhận là họ sẽ đứng ra tổ chức, bởi vì không có cái thành phố nào đồng ý tổ chức cái lễ hội lần này. Commonwealth Games là một cái đại hội mà nó thu nhỏ vào trong những khối thịnh vượng mà thôi, cho nên là chỉ có 56 quốc gia, và cái chi phí mà để xây dựng hạ tầng cơ sở đó Kim Hoàng nó quá lớn. Và rõ ràng là Daniel Andrew chẳng thà là bị mất cái uy tín bây giờ còn hơn là để bị đổ nợ. Là Kim Hoàng biết là nếu mà chúng ta nhìn vô cái ngân sách hay là cái bản cân đối tài chính của Victoria đó, đây là một cái thảm cảnh khá là nặng nề, là tại vì họ đã có những cái sự thâm thủng khá lớn, nợ nần cũng khá chồng chất, và Victoria vẫn còn đang bị ám ảnh với cái bối cảnh của thập niên 90, khi mà cái tiểu bang Victoria dưới cái sự lãnh đạo của cụ thủ hiến John Kerner đó là một cái tiểu bang mà gần như bị phá sản vì nợ quá nhiều. Cho nên 30 năm sau, đây là cái thời điểm mà lịch sử đang tái diễn tại Victoria. Và họ không muốn là như vậy, là vì khi nếu mà tính toán ra bao nhiêu những cái chi phí, bao nhiêu những cái
tiền mà nó gọi là không tên á, tại vì khi mà chúng ta nói là tiền security đi, biết bao nhiêu cho đủ, và những cái biến cố nó xảy ra như vậy đó thì không có lường được cái chi phí nó lên tới 7 tỷ. Có người cho rằng là ông Daniel, thủ hiến Daniel Andrew hơi phóng đại qua, nhưng mà vẫn có nhiều người họ cho rằng là chẳng thà Victoria đã không có khả năng về tài chính mà không có dám bỏ ra cái risk như vậy, là tại vì thưa quý vị, lập ra công ao bên thì làm đâu có đủ cái khách du lịch mà để lấy lại vốn, hay là để có những cái doanh thu. Thì đó là cái mà người ta nói là nó không đủ sức hút nó. Yeah. Tại vì thứ nhất là những cái đại hội thể thao như thế này nó có hai cái nguồn lợi chính. Nguồn lợi đầu tiên là cái phần độc quyền của các đài truyền hình. Yeah. Nguồn lợi thứ hai là của các công ty họ quảng cáo sản phẩm. Và nguồn lợi thứ ba là từ khách du lịch họ tụ về. Với cái tình trạng của Victoria, nó có hai cái vấn đề mà các chuyên gia hiện nay bắt đầu phân tích. Cái thứ nhất, như anh Huy vừa mới nói, thủ hiến Daniel Andrew là đã gia tăng cái mức chi từ 2 tỷ 600 triệu đô la trong ngân sách vừa qua của tiểu bang lên thành 6 hoặc là 7 tỷ đô la. Yeah. Nhưng mà ông lại không đưa ra những cái con số cụ thể tại sao nó lại lên đến mức như vậy. Tất cả các cơ quan truyền thông hiện nay họ cũng đang tìm hiểu, bởi vì đối với Commonwealth Games ở Gold Coast năm 2018 chỉ chi có khoảng 1 tỷ 800 triệu đô la, trong khi ở Birmingham ở Vương quốc Anh trong năm 2022 cũng chỉ ở mức là khoảng trên dưới 2 tỷ đô la mà thôi. Thì trong vòng một năm thì không thể nào mà đội cái chi phí từ 2 tỷ lên thành 7 tỷ được, không lẽ là tất cả những cái nhà hàng khách sạn được lát bằng vàng hay sao? Đó là những cái điều mà những cái xứ ngôn viên của các đài truyền họ đã bình luận, bởi vì nó quá đắt đỏ. Yeah. Có lẽ là một cái sự bí ẩn gì đó, và có lẽ là Daniel Andrew cảm thấy là nó không có lợi lộc gì về cho cá nhân ông, hay là cái sự tái đắc cử của ông trong những kỳ tới, cho nên là chẳng thà mà ông bị mất mặt bây giờ còn hơn là đợi về sau khi mà những cái công việc nó bị đổ dồn ra như vậy. Và thưa quý vị, khi mà nói đến những cái công trình mà xây dựng mà về chính phủ đó, rất là dễ bị thất thoát. Kim Hoàng đâu có thấy một cái công trình xây dựng nào ở nước Úc mà của chính phủ đặt hạ tầng cơ sở đó mà lúc nào nó dưới ngân sách đâu. Dạ, lúc nào cũng bị đội ngân sách, phải đội ngân sách mà lên. Trong cái bối cảnh vật liệu xây dựng hơn nó rất là đắt đỏ. Dạ. Chúng ta có thể so sánh với lại Thế vận hội Olympic Sydney 2000. Khi đó thì thành phố Sydney cũng đã chi rất nhiều cho hạ tầng cơ sở, đặc biệt là những cái nơi ăn chỗ ở cho vận động viên. Dạ. Đó là cái chi phí tốn nhiều nhất. Và sau đó rồi thì tất cả những cái khu vực dành cho vận động viên đó cũng đã được bán cho tư nhân. Tái sử dụng trở lại, có nghĩa là không hoang phí, không có bị mất tiền. Nhưng tại Victoria thì cái cách tính của họ khi họ đưa về những cái vùng nông thôn thì đó là một cái bài toán mà họ cho rằng là sau khi đại hội thể thao qua đi chỉ có 12 ngày thôi, sau khi mọi người đã rút đi hết rồi thì hạ tầng cơ sở hàng tỷ đô la được chi tiêu nó sẽ không còn được sử dụng một cách hiệu quả nữa. Và đó là cái bối cảnh mà Victoria chẳng thà là chịu đóng tiền penalty, có nghĩa là chịu đóng tiền phạt để mà rút khỏi cái vai trò là ban tổ chức. Và hiện nay thì chúng ta đang chờ đợi xem Victoria sẽ thương lượng như thế nào trong việc đóng tiền phạt cho đại hội thể thao này. Trong lĩnh vực nhân dụng tại nước Úc, kính thưa quý vị, tổng công ty Telstra ngày hôm nay vừa loan báo sa thải 472 vị trí làm việc. Đây là một cái thông báo có thể nói gây sốc cho nhiều người. Và theo lời tuyên bố ngày hôm nay của công ty Telstra thì họ muốn tái cấu trúc lại hoạt động của công ty, và việc sa thải 472 nhân viên cũng nhằm để tiết kiệm khoảng 500 triệu đô la chi phí hoạt động cho công ty trong thời gian sắp tới. Một cái viễn ảnh mà chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy từ các quốc gia khác trên thế giới, nhưng hiện nay thì nó đang ảnh hưởng đến những cái đại công ty của Úc. Dạ vâng, khi mà chắc chắn là sau cái Covid đó, và sau cái những cái đợt mà gọi là thiếu người, thiếu nhân viên, là công ăn việc làm có quá dễ để kiếm rồi, nó đã hết rồi thưa quý vị, và nó đã quay lại một cái tình trạng rất là thực tế. Và công ty cũng như là chính phủ cũng đang bắt đầu tái cấu trúc lại cái hệ thống hành chính, tất cả những hệ thống làm việc phải được tái cấu trúc để mong sao chúng ta để chuẩn bị cho những ngày khó khăn tới. Thì nói đơn giản là khi mà những cái thời mà nó gọi là thời vàng son, là những cái thời mà làm ăn được nó không có còn thịnh vượng, với là không còn tốt, hay là không còn dễ dàng nữa, thì chắc chắn là cái điều đầu tiên mà những người chủ nhân hay là những cái người lãnh đạo trong những cái công ty đó, nhất là những công ty lớn, họ phải đào tái cấu trúc. Và Kim Hoàng cũng thấy là tất cả những đại công ty lớn trên thế giới đang trên đà
sa thải và đuổi hàng người loạt, và hàng loạt và những công ty lớn của Úc chắc chắn là cũng phải đi theo con đường đó mà thôi. Và trong cái bối cảnh thị trường nhân dụng đang bắt đầu có nhiều cái dấu hiệu gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, một xu hướng rất đáng lo ngại tại Úc đó là việc làm việc tại nhà working from home đang ngày càng được ưa chuộng bởi thành phần công nhân viên chức. Nhưng ngược lại đây cũng là xu hướng mà các chuyên gia tài chính hiện nay đang đưa ra lời cảnh báo vô cùng nghiệt ngã, không những là gây ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn gây ảnh hưởng dây chuyền đến công ăn việc làm tại Úc. Bởi vì theo sự phân tích của các chuyên gia thì nếu đã làm việc tại nhà thì những công ty bắt đầu họ sẽ suy nghĩ là tại sao phải mướn một nhân viên ở Úc, họ không bao giờ gặp mặt ở sở làm, họ có thể mướn một người ở nước ngoài cũng làm công việc như vậy với cái số tiền lương nó thấp hơn rất là nhiều, và chúng ta tự đưa mình vào một cái thế khó, có nghĩa là tự đưa vào cái vị thế cạnh tranh bởi nhân công nước ngoài thôi. Là tại vì khi mà người địa phương đã cảm thấy là cái sự việc quá dễ dàng, cái giờ giấc nó có linh hoạt, có sự uyển chuyển và không phải tốn tiền đi từ chỗ làm qua chỗ làm khác và tiết kiệm rất nhiều thời giờ, thì họ quen được cái cách làm việc đó rồi thì tại sao phải trở lại văn phòng? Yeah. Nhưng mà cái câu hỏi đó thì nó có phải hơi vô lý không Hoàng? Tại vì trong thời gian Covid, thưa quý vị, đó là cái thời gian tạm bợ mà thôi chứ không phải là vĩnh viễn. Nhưng mà có lẽ là trong đầu của những người nhân viên đó thì họ quen rồi, thì họ nói là năng suất của tôi vẫn được bằng nhau với khi mà chúng tôi có mặt ở văn phòng. Nhưng mà thực sự ra đó, nó có nhiều những cái yếu tố khác nhau khi những cái hệ lụy mà người nhân viên làm việc tại nhà không vào văn phòng đó, nó sẽ biến những cái thành phố là thành phố ma mà chúng văn ta văn phòng thành văn phòng trước hết là văn phòng là ma trước đó, tại không có một bóng người nào đi ra đi vào. Thì cái đó là cái điểm mà rõ ràng là nó sẽ làm cho cái hạ tầng cơ sở mà nó có thể là ở trong những thành phố lớn là cả hàng trăm tỷ đô la để được đầu tư, thì nó biến thành một cái chỗ nó rất là hoang vắng và không ai sử dụng. Yeah. Thì cái đó là cái hệ lụy. Yeah, và từ đó nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khác. Tuy nhiên vậy, Kim Hoàng cũng nói cũng đúng, nếu mà những người địa phương làm ở nhà thì chẳng thà tôi mướn những người ở nước ngoài. Dạ đúng. Chủ doanh nghiệp hiện nay họ đang suy nghĩ tới cái phương án đó. Yeah. Bởi vì họ không thể thuyết phục nhân viên của họ trở về văn phòng. Và họ đã đưa ra một cái, có nghĩa là một cái deadline. Nếu mà nhân viên tiếp tục không trở về thì họ chẳng thà thuê những người công nhân nước ngoài làm việc. Yeah. Với cái mức lương nó rẻ hơn, công việc nó vẫn bảo đảm, là bởi vì với những cái công việc làm tại nhà đa số là về vấn đề công nghệ, đa số là về những cái dịch vụ, những cái call center, thì tất cả những công việc đó ai làm cũng được. Làm tại Úc, làm từ Sydney hay là làm từ Ấn Độ hay là làm từ Philippines, nó đều như nhau hết thưa anh. Và đó là một cái hồi chuông mới đã được đưa ra trước cái xu hướng working from home đang ngày càng gia tăng. Mà nếu mà chính phủ không can thiệp để cho các công ty tự đưa ra quyết định thì chắc có lẽ họ sẽ chọn phương án là giảm hạ tiền lương trả cho người dân Úc để mà thuê mướn công nhân viên nước ngoài. Cắt giảm chi phí và cắt giảm những cái tiền mới là tiền độn thêm, tiền superannuation chẳng hạn đi. Và những cái tiền sick leave hay là annual leave sẽ được cắt giảm cách tối đa. Và đó là một cái xu hướng mà có lẽ là những đại công ty sẽ hướng về cái phương thức đó để mà tiết kiệm chi phí. Và điều này đã được dự báo bởi một văn phòng luật tại thành phố Brisbane ngày hôm nay, khi mà một luật sư họ cho rằng những người đang làm việc có cái mức lương cao nhất cũng là thành phần đang có nguy cơ bị sa thải nhiều nhất trong cái bối cảnh sinh hoạt kinh tế đang ngày càng khó khăn hiện nay. Các công ty bắt đầu phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm nhân viên, họ sẽ phải tái cấu trúc như là trường hợp của công ty Telstra mà chúng tôi vừa mới nêu. Và họ không phải nhắm vào thành phần ở lao động thấp, mà họ đang cắt giảm vào thành phần những người có mức lương cao nhất của mỗi một công ty. Anh Huy nhận xét như thế nào về những cái thông tin như thế này? Tôi nghĩ là đã đến lúc thì có phải có một cái sự chỉnh đốn hậu Covid. Thì khi mà còn nhớ là trong 2 năm trước đó, thì chúng ta nói là sẽ đây là một cái xu hướng mới, nhưng mà rõ ràng là thực tế nó không cho phép, và hình như là thực tế nó muốn tất cả trở lại bình thường. Và khi mà bình thường hóa rồi đó thì chúng ta, người chủ nhân là phải có những cái quyền của họ. Giới nghiệp đoàn thì lúc nào cũng phải muốn bảo vệ là nhân viên làm cho ngân hàng, những đại công ty ngân hàng phải có thể ở nhà được, hay là chỉ vô văn phòng một tuần một ngày thôi. Nhưng mà những cái điều đó nó bắt đầu sẽ có những cái yếu tố khác nó ràng buộc lại và nó bắt chúng ta phải trở lại một cách bình thường hóa. Có lẽ là working from home hay là những cái tái cấu trúc đó thì nó chỉ có
cho chúng ta những cái sự linh hoạt, những cái sự mà uyển chuyển trong cách làm việc. Chúng ta cần phải ngủ trong văn phòng, nhưng chúng ta phải có mặt trong phòng như những người bình thường, tại vì chúng ta sẽ mất khá nhiều những cái cơ hội nữa anh thấy khác. Khi mà chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta san sẻ kinh nghiệm, người trẻ tuổi, người mới có thể học kinh nghiệm của những người đi trước. Và những cái cuộc trao đổi đó là những cái cuộc trao đổi mà các chuyên gia cho rằng nó là vô giá. Là bởi vì đó là những kinh nghiệm chúng ta không thể học ở trường, mà nếu mà chúng ta chỉ làm việc một mình với bốn bức tường thì cũng không thể nào có được những cái kinh nghiệm đó. Và đó là cái điểm quan trọng khi mà chúng ta trở lại văn phòng làm việc. Tuy nhiên, với những cái thông tin mới liên quan đến cái việc sa thải nhân viên thì đây cũng là một cái hồi chuông báo động, là bởi vì họ chỉ trích chính phủ là đã đưa ra những cái yêu sách quá nhiều đối với giới chủ nhân trong cái việc gia tăng lương bắt buộc cho thành phần công cũng như là những người có mức lương tối thiểu phải gia tăng 5.75% cùng với sự gia tăng về khu bổng superannuation. Và đó là những cái yêu cầu chính phủ đã đưa ra, các công ty không thể không thực hiện. Nhưng nếu các công ty thực hiện thì họ lại tự giết họ đưa họ vào cái tình thế rất là khó khăn trong cái bối cảnh hiện nay. Cho nên họ chọn phương án là sa thải bớt những người có lương cao để mà bảo vệ cái đồng vốn đang rất là eo hẹp của họ. Và kính thưa quý vị, trong cái lĩnh vực những cái sinh hoạt hàng ngày đó, thì trong thời gian vừa qua đó, rất nhiều những cái icon, những cái địa điểm nổi tiếng ở Sydney, ở Melbourne đã lần lượt rơi vào tình trạng phá sản hoặc là phải đóng cửa vì không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Và ngày hôm nay cũng đã có thêm một cái icon mới, đó là một cái khách sạn ở St. Peter ở Sydney. Sau 142 năm hoạt động thì ngày hôm nay chính thức tuyên bố đóng cửa. Đó là khách sạn Town and Country Hotel, vốn rất là nổi tiếng kể từ năm 1990. Mặc dù đây, khách sạn này đã thành lập vào năm 1881, có nghĩa là hơn một thế kỷ rưỡi về trước rồi. Nhưng mà thập niên 90 thì họ trở nên nổi tiếng với những cái nhạc bản nhạc đồng quê, xuất phát từ cái pub này đã trở thành một trong những cái biểu tượng của âm nhạc thời đó. Nhưng mà họ không thể tiếp tục cầm cự hoạt động là bởi vì cái thứ nhất là cái building nó đã xuống cấp, thứ nhì là không có nhà đầu tư, và thứ ba là họ cũng không kham nổi cái tiền thuê cái hotel này nữa. Cho nên là nó phải tạm ngưng hoạt động. Và đây cũng rất là thông tin rất là đáng buồn. Thì khi mà Kim Hoàng đã lời Kim Hoàng vấn đề icon đó, thì khi mà quý vị nghe những cái là household name, những cái tên nó rất là quen thuộc, cũng như là khi mà đến Mỹ với McDonald's, KFC, mà quý vị cứ tưởng tượng một ngày nào đó KFC nó không còn là KFC nữa thì chúng ta thấy nó mất mát thế nào. Ở Úc chúng ta cũng vậy, rất là nhiều những cái iconic brand name, có như là những cái tên mà nó đi liền với ngành bán lẻ, có Harvey Norman, JB Hi-Fi. Chúng ta nghe nói đến cái lĩnh vực nào đó thì có cái tên đó trong đầu. Là những cái cửa hàng bán âm nhạc, những cái đĩa nhạc rồi nó cũng đã dần nó biến mất hết rồi. Dần nó sẽ từ khi mà đến Úc thì ở Mỹ thì chúng ta nghe nói là Sony Music, ở đây thì có Sanity, thì từ từ những cái brand name nó bị, một là bị thâu mua, hai là không còn tồn tại nữa, và dần dần chúng ta đã bị mất cũng khá nhiều. Nhiều không để ý chứ, chúng ở thập niên 80 chúng ta đã mất gần 1 triệu công ăn việc làm cho ngành mà sản xuất và manufacturing đó. Dần dần chúng ta mất, mà bây giờ thì hiện giờ thì nếu mà tình hình khó khăn về kinh tế lấn sân sang lĩnh vực bán lẻ, có nghĩa là không phải là những đại công ty, những ngành sản xuất lớn lao nữa, mà những cái cơ sở bán lẻ nhỏ lẻ nó cũng không thể survive trong cái bối cảnh khó khăn như hiện nay. Và đó là cái sinh hoạt mà anh Huy, chúng tôi trong những cái chương trình thời sự cũng thường hay nói là chủ nhân của những cái doanh nghiệp nhỏ và lẻ có lẽ là những người sẽ bị đau đớn nhất trong cái đợt gia tăng giá cả cũng như gia tăng lãi suất trong những tháng vừa qua. Rất cảm ơn Huy đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn Kim Hoàng và xin chào tạm biệt quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào, và chúng tôi sẽ trở lại với tất cả quý khán giả trong chương trình Điểm báo Thế giới vào lúc 8 giờ tối nay.